26 Tết này có một bộ phim bom tấn sẽ trình làng trên kênh Hobbit.official. Rồi, chúng ta chuẩn bị nè. Máy chạy. Yeah. Trời ơi, tội nghiệp béo bà ba, tôi mới may quá. Thôi bây giờ nhận Hobbit chăm làm chủ hữu. Thôi, đừng. Mọi người, hiện giờ thì Trâm đang có mặt tại đoàn phim Về Nhà Ăn Tết. Và ngày hôm nay là ngày khai mái, mùng 4 tháng 1 sẽ là một ngày đặc biệt. À, chị Ba Tê rồi. Dạ đúng rồi, ngày đầu năm khai máy cho suôn sẻ nha. Phim này là Trâm chuẩn bị từ giữa năm 2020 mà tới mãi đầu năm 2021 mới thực hiện được. Là mọi người biết là cái quá trình chuẩn bị nó rất là gian lao. Kịch bản là đổi tới đổi lui, đổi tới đổi lui. Ngay cả cái tựa đề tên phim thôi mà cũng đổi tới đổi lui, cuối cùng là quyết định là Về Nhà Ăn Tết. Tại vì sao? Tại vì á, khi mà mình đi làm ăn xa thì cái điều mà về nhà là một cái điều mà ai cũng mong muốn hết. Cho nên trong quyết định là lấy cái tên này để cho có một cái động lực là mình làm phim xong là mình có thể về quê ăn Tết luôn. Bây giờ là... Dạ, sắp rồi anh, từ anh chờ vài cái nữa rồi, xong vui rồi. Nó quay quá. Nó quay quá hả? Quay quá. Đây là anh Ada Đốt nè. Đây là anh cũng là cái người mà quay phim Vương Miện Xương Rồng. Hey, hello mọi người. 6/1 hả? Còn mình là bé Nam nha, luôn luôn xuất hiện chút chút ở trong những cái clip gọi là anh nhận ra chưa? Rồi. Chưa. Không biết Khương Dừa có chịu nhận làm sư phụ hay không nữa. Bây giờ em nói nghe. Thôi bây giờ nhận Hồ Bích Trâm làm sư phụ. Thôi đừng. Sư phụ Trâm. Mà anh không nghe bắt nghe. Với sự hội tụ dàn diễn viên kỳ cựu, hài hước và dễ thương trong showbiz. Thương má quá à, thương chị Lưu Hòa Chân quá à, phải đi tới sớm. Móc hồ sơ ra đường. Tỏ tình đó má. À, phim này rất là vui khi là mời được má Thanh Hằng với lại chị Lưu Hòa Chân, đặc biệt là chị Lưu Hòa Chân trong bữa chụp poster là không có chị Lưu Hòa Chân, tại bữa đó chị Lưu Hòa Chân đang ở một nơi biển vàng cát xanh. Biển vàng cát xanh hả? Alo, cát vàng biển xanh. Ở đây mày tính đăng đăng điểm nè mọi người. Xíu phải gắn lông mi giả nè. Mày tính đâu có lông mi đâu, thấy không? Xíu phải gắn lông mi giả nè, mắt là lông mi rất là ngắn. Mày tát chuột chút nó xuất ra, nó đeo đồng tay nó chắc cháy quá. Không kệ nó đeo giấy cũng kệ nó. Sáng ra cái nắng sáng chưa, cái mặt chưa còn make up gì hết mà quấy vô làm chi nơi. Lắm nhật rồi, nói không biết tự nhiên. Mặt natural nít mà. Mặt natural nít mà. Được luôn á. Giống như đòn bánh tét tát em á. Giống như đòn bánh tét tát em á. Nè, vú bự thẳng rồi. Trời ơi, tội nghiệp em bà ba, tôi mới may quá. Vậy mà nó cũng nằm vô được hay. Cái quần anh tiên hơi ngắn ngủng ta. Bụng bự dữ. Rồi, xong chưa, mình ra chợ được giá. Giá hết bụng dữ. Quay đi. Trời ơi, nét hết rồi, nét cây ơi. Con tiên nó bự vậy. Em có động cái bụng. Có động cái bụng này chứ bụng một xíu rồi. Em không đụng vú, em đụng núm hay nhiều núm bự như vậy. Không, cái này nó giật, cái nó nó nằm đây lên. Ôi dạ. Và 8 ngày quay miệt mài trên phim trường của ekip và nghệ sĩ. Máy chạy và diễn. Yeah. Hãy subscribe.
quá hả? Rồi để em chạy nhanh cho anh vừa lòng. Ba nghe con nói là tìm được cô An. Ba mới nhầm. Ba tính xin ngược lại con. Sợ con bỏ ba đó. Sợ con hồi ba lại. Sợ hồi lại đó. Là ba tính xin ngược lại ba cô An. Nếu mọi người anh Tiên có thể đi vô được cái vũng nước này hay không? Và chúng ta hãy chờ sự sáng tạo của anh. Bài đặt ha, bài đặt kêu rồi. Nó ba cái ghế là nhanh nhất. Trời ơi, có ống kìa. Ghê đâu. Cuối cùng cũng vô thực tế rồi. Đi đi, anh ngon đi đi. Nó sụp cái ghế một cái ha. Ê, em quên mất lưỡi đây có điện gì nọ sao trời. Chết cha, em sợ giật điện. Thôi em đi ra đây. Trời ơi, cái dây điện nó nằm ở dưới nước trời ơi. Sao tôi gan dữ vậy trời. Tôi quên mất. Trời ơi, may quá được lên bờ rồi. Cứu hồn. Ngủ đã rồi, dậy ăn thôi mọi người ơi. Nhất đó là cái cô Trâm này là đầu tiên mà mình làm là cô Trâm sản xuất vô. Mình cực kỳ ấn tượng một cái là rất là chu đáo với mọi người. Đem từng cái con cá luôn mọi người. Đem từng bịch cao ở dưới quê lên á. Rồi chị làm đó rồi gửi cho diễn viên đi gấp từng con cá. Diễn viên thấy thương lắm à. Mà nói chung là mình thấy là sống bằng cái tình luôn mọi người. Thì ở mấy phim về nhãn tới này quy tụ rất là nhiều nghệ sĩ. Chẳng hạn như là anh Bảo Trung nè, rồi Hùng Thịnh, Ngọc Tử nè, Xuân Dừa là những cái người mà làm việc mà mình biết tới với lại làm việc chung với bối cảnh của mình á. Thì hy vọng cái phim sẽ thắng và được hiểu view là người ta nói là bình thường quá không? Tỷ view đi hả? Mọi người nhớ thứ nhất là đăng ký ủng hộ Bích Trâm nè, với Hồ Bích Trâm Official đúng không? Và năm nay và đặc biệt hơn nữa, Bích Trâm sẽ dành tặng cho những người khán giả của Bích Trâm là một bộ phim về nhà ăn Tết. Và phim này quy tụ rất là nhiều anh em nha. Rất là nhiều anh em nghệ sĩ nè, nhiều công sức nè. Và hy vọng sẽ mang đến món quà tinh thần đầy ý nghĩa với cái dịp Tết năm 2021 này nha. Yeah. Phim này rất là hay. Quý khán giả hãy đón xem phim này nha. Chúc phim được triệu tỷ view. Hy vọng rằng cái bộ phim này tất cả quý vị khán giả đón nhận và nhiều triệu view. Biết gì không? Đây mốt người ta có tiền người ta còn làm nữa. Mà làm nữa người ta sẽ mời mình đó. Yeah. Vậy là phim to vậy là con có thể mời anh tiếp tục. Ok. Này là nghe là biết là chú Bảo Trung liền đó mọi người. Ok. Trôi chảy quần quần thôi giống. Mà tập nào lên là triệu view tập nấy vậy đó. Một bộ phim rất vui cũng Bảo Khương xin đại vị đại diện cho đứa cháu là Hồ Bích Trâm. Hồ Bích Trâm con xỉu rồi. Coi như là Tết này mà quý vị trên cộng đồng mạng ủng hộ và xem bộ phim này có rất nhiều cái tính hay nha, rất là vui nha. Nhớ đón xem bộ phim Về Quê Ăn Tết. Về Quê Ăn Tết. Về Quê Ăn Tết.
đó, mình lộn ăn tết. Về nhà ăn tết. Không có về nhà ăn tết.